cảnh sát Maryland phát hiện một học sinh có kế hoạch tấn công trường học bằng súng và bom. Tin từ Maryland, mới đây, cảnh sát Maryland đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi, người bị buộc tội có kế hoạch mang súng và bom đến trường để giết hại mọi người. Cậu học sinh nói trên đã dự định mang theo 3 quả bom tự chế và một khẩu súng ngắn đến trung tâm George Washington Carver dành cho nghệ thuật và công nghệ nằm ở Tulsa. Theo bà Elise Maracos đến từ sở cảnh sát Baltimore County cho biết, cậu thiếu niên này đã chỉ cho cảnh sát nơi mà cậu ta giấu súng và những quả bom tự chế từ vật dụng trong nhà. Cậu thiếu niên nói trên là một nam sinh lớp 10 và là nghi phạm trong một vụ đột nhập xe hơi vào hôm thứ Bảy ở Moncton, nằm cách khoảng 104 cây số về phía bắc của Washington. Một đội rà phá bom mìn đã được điều động, vô hiệu hóa 3 thiết bị gây nổ và một số dụng cụ chế tạo bom ở nhà riêng của nghi phạm. Hiện cậu bé nói trên đang bị giam tại một trại giam dành cho trẻ vị thành niên, sau khi đã được đưa đi kiểm tra tâm lý. Hiện cậu ta đang bị buộc tội với tư cách là người chưa thành viên. Với tư cách là người chưa thành niên, với một số cáo buộc, trong đó bao gồm tàn trữ thiết bị phá hoại, trộm cắp và sử dụng trái phép một khẩu súng. Cảnh sát tin rằng thiếu niên này đã lên kế hoạch một mình, tuy nhiên quá trình nghiên cứu hiện vẫn còn đang được tiếp diễn. Sự kiện nói trên đã xảy ra chưa đến một tuần sau khi một học sinh 15 tuổi ở Marysville, Washington nổ súng trong một căng tin của một trường trung học. Đã có 4 người thiệt mạng trong vụ việc này, trong đó bao gồm cả hung thủ.